What's up? Bạn có biết Tomoyo mém thành chị dâu của Sakura do một vài hiểu lầm không đáng có chưa? Bạn có biết Tomoyo để tóc dài là vì mẹ cô bé muốn con mình giống mẹ Sakura không? Biết rồi á. Thế thì bạn cũng không nên bỏ qua video này đâu, vì còn nhiều điều thú vị hơn nữa kìa. Và chào mừng các bạn đang quay trở lại với bé Anime-chan. Lại là mình, người nấp đây. Để tiếp nối cặp vợ chồng đáng yêu nhà cái đảo thì hôm nay chúng mình hãy đến với bà mối cần mẫn nhất trong Sakura, Daidouji Tomoyo nhé. Không chần chừ gì nữa, chúng ta hãy bắt đầu luôn thôi nào. Daidouji Tomoyo là một nhân vật giả tưởng trong bộ truyện tranh Cardcaptor Sakura của nhóm tác giả Clamp. Tên Tomoyo có nghĩa là người biết cả thế giới, còn họ Daidouji lại mang hàm ý đại trí tuệ. Nghe cái tên thôi là thấy chị chủ tịch trên thông thiên văn dưới tường địa lý đến nhường nào rồi đúng không? Chẳng thế mà trong chuyện cô nàng cứ phải đi thông não cho hai nhỏ trai trai đến với nhau mà thôi. Làm mẹ trẻ thật khổ tâm hết sức đi mà. Tomoyo sinh ngày 3 tháng 9, nhóm máu A, chung nhóm máu với cái đào luôn này. Đúng là chị em bạn gì có khác nên huyết thống cũng giống nhau nhỉ. Về ngoại hình, Tomoyo là một cô gái trẻ có vẻ ngoài thanh lịch và tinh tế, với làn da trắng như sứ cùng mái tóc dài màu tím, lượn sóng, rất giống với mẹ của Sakura. Cái này không phải tự nhiên đâu nhá, mà thực ra là có sắp đặt hết đấy. Chuyện chẳng là năm xưa, mẹ Tomoyo đem lòng đơn phương cô em gái xa lắc xa lơ Daidouji Nadeshiko. Nhưng tiếc thay một ngày kia, mối tình đầu đó đã bị một ông chú giáo viên ất ơ nào đấy cướp đi mất. Sau này chỉ vì ạ sinh một bé gái, tương lai suốt ngày đi bài bạc mỗi đêm mà Nadeshiko đã ra đi mãi mãi. Quá đau buồn, mẹ Tomoyo đã quyết tâm biến con mình thành phiên bản 2.0 của em gái năm nào. Và đúng rồi đấy, bạn đoán chuẩn xác luôn, người em gái đó không ai khác ngoài người mẹ thân yêu của Sakura cả. Chắc cái tướng ám vào cái vận khi sau này Tomoyo cũng không khác gì mẹ trẻ phải chăm hai đứa con trong sự nghiệp tình yêu này. Không chỉ vậy, như một phụ mẫu bất đắc dĩ yêu con hết mực, Tomoyo còn tình nguyện làm 7.749 bộ cánh cho bé đào nhà mình nữa chứ. Ấy, có ai yêu đào hơn Tomoyo đâu cứ chứ. Mình cũng muốn có chị dâu tuyệt vời như nữ chủ tịch nữa. Cho nghỉ mẹ một đi. May nhiều đồ cho bạn thì tất nhiên là Tomoyo cũng phải là dân sành thời trang rồi. Vậy nên có thể nói quần áo cô nàng chất cao như núi, mặc không bao giờ hết. Chẳng thế mà trang phục của nữ chủ tịch thay đổi thường xuyên như Sakura trong suốt bộ truyện. Với lý do đó, nếu mà bảo mình tìm một bộ cánh gắn bó với tiểu thư đài các này chắc chỉ có đồng phục học sinh mà thôi. Đồng phục học sinh mùa đông của cô bé là một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen với cổ tay áo màu đỏ và trắng. Kết hợp với đó là một chiếc khăn tràng cổ màu trắng có sọc đỏ cùng chiếc váy ngắn xếp ly, đồng sắc đi kèm váy lót dài đến đầu gối. Ôi, trông mới thanh khiết làm sao ấy. Vào những ngày đặc biệt lạnh lẽo, Tomoyo mặc một chiếc áo đen dày có phù hiệu trường trung học trên lưng. Nhìn thôi là đã thấy ấm cúng rồi. Khi bước sang những ngày hè oi ả, đồng phục chủ tịch đổi thành một chiếc áo sơ mi trắng nửa tay với khăn tròn cổ màu đỏ. Để tạo điểm nhấn, chiếc váy ngắn xếp ly màu trắng mùa đông được thay bằng sắc đen huyền bí. Bất kể xuân hạ hè thu đông, Tomoyo luôn mang giày Marijane màu đen cùng với vớ trắng và mũ thủy thủ màu trắng có viền đen. Chắc chắn thì đây là một trong những đồng phục mình thấy đẹp nhất trong thế giới anime và manga rồi. Còn về tính cách, Tomoyo là người bạn tốt nhất của nữ anh hùng Sakura Kinomoto trong suốt loạt truyện. Từ nửa đầu bộ truyện, cô bé thường hay giúp đỡ Sakura trong sự nghiệp tình ái với anh Yukito. Đến nửa sau thì cô lại trở thành người bạn tâm giao của Syaoran khi cậu ấy thích bé đào. Có thể nói là mẹ trẻ rất hợp với chức danh phù thủy tình yêu. Bên cạnh là một người bạn đưa đường chỉ lối cho tụi nhỏ trên đường tình ái, thì Tomoyo còn là người đồng đội, kiêm trợ lý, kiêm quay phim, kiêm đủ mọi thứ mỗi lúc đào chiến đấu với các đá bài. Chuyện phải bắt đầu khi chủ tịch phát hiện ra rằng Sakura là thủ lĩnh thẻ bài. Cô nàng đã không ngần ngại mà tình nguyện trở thành trợ lý chính của bản thân bằng cách thiết kế trang phục chiến đấu cho đào. Nhưng cái đó chỉ để che mắt người đời mà thôi, chứ thực ra chị lý theo là để đeo bám và làm phim tài liệu 24 giờ cùng crush sau này cất tại nhà đấy. Mặc dù chẳng có năng lực phép thuật gì, nhưng không phải chủ tịch là cái tạ vàng đâu nhá. Nhiều lúc Tomoyo đã trở thành cánh tay phải đắc lực giúp đỡ em gái họ của mình. Điển hình như vụ Shadow, nếu không nhờ chị đại ra tay thì chắc chúng ta có ngay bánh mochi Sakura mất rồi. Cũng vì nghĩa nặng tình thâm là thế, nên trước lúc Syaoran xuất hiện và chiếm mất nửa vị trí của chủ tịch thì hai người bạn tâm giao này đã cùng nhau chơi thâu đêm suốt sáng. Ôi, sao mà nghe mùi shoujo AI quá. Nhưng mà chơi với trẻ con không đồng nghĩa với việc là nữ chủ tịch tính thiếu nhi đâu nhá. Tomoyo khá là trưởng thành so với độ tuổi thực của cô bé đấy. Một trong những đặc điểm chính của tấm lòng độ lượng hải hà này là sự vị tha đối với bất kỳ ai. Mình chưa từng thấy thủ lĩnh thẻ ATM nóng giận bao giờ cả. Lúc nào trên môi chị cũng chỉ vẻn vẹn một nụ cười, trông cũng khá là bí hiểm, sẵn sàng thiêu sống mấy con sen dám động vào bầu của chị. Mặc dù là già trước tuổi, tuy nhiên thì Tomoyo cũng dễ thương, tốt bụng, chu đáo và ngọt ngào lắm nhá. nhất là những lúc nói câu ái nè nè, ôi nghe nó thôi mà mình muốn tan chảy rồi. Bên cạnh đó, ta cũng không thể quên những điều tuyệt vời khiến Tomoyo có thể trở thành best girl số 1 nhân loại, đó là trí thông minh, sự xinh đẹp, tính tỉ mỉ, câu toan và quan trọng nhất là giọng hát du dương thanh thoát. Ước gì mình cũng được như thế nhở? Nhiều người cho rằng chủ tịch có một giọng hát đáng yêu hợp những bản solo trong các bài hát hợp xướng. Cũng chính vì lý do này mà hai lá bài Voice và Song khá yêu thích cô nàng và thường hay chọn đây là bến đỗ để gây rối trật tự công cộng. Mặc dù có giọng hát chơi phú là vậy, nhưng niềm yêu thích thật sự của nữ chủ tịch lại là làm trang phục cho Sakura, mặc và quay phim mọi lúc. Tình hình này khéo đại tỷ tương lai mở hang làm phim Sakura thủ lĩnh thẻ bài, với Tomoyo làm nhà sản xuất, Tomoyo làm đạo diễn, Tomoyo làm phục trang, Tomoyo làm quay phim và Tomoyo hát ca khúc chủ đề không biết chừng. Hát đã hay rồi, cách nói của chủ tịch cũng ấn tượng không kém. Cô nàng luôn nói bằng cách sử dụng cách chia động từ và cách diễn đạt mang nặng tính biểu cảm. Điều này đem đến cho chị Đại một không khí tinh tế và độc đáo vô cùng. Đại khái thì nó nghe cứ kiểu quý sở tộc làm sao ấy. Khi cần thì Tomoyo cũng thể hiện sự tinh ranh và tháo vát đáng kể. Nhưng mà tốt nhất là bạn đừng nghĩ đến việc tìm hiểu sâu về mặt đó nhá. Phụ nữ bao giờ cũng cần sự bí mật để trở nên quyến rũ mà. Phải nói là qua màn giới thiệu trên, mình xin được phép nhét Tomoyo vào hạng F bảng top tier waifu, bởi vì F ở đây là viết tắt của từ Fantastic. Nếu bạn hỏi siêu năng lực của nữ chủ tịch là gì thì câu trả lời rất là đơn giản thôi. What are your superpowers again? I'm rich. Tuy rằng là không sở hữu bố mẹ ông bà chú gì máu mặt trong giới pháp sư, nhưng mà Tomoyo vẫn có cách riêng để trở nên nổi bật, đó là giàu. Tomoyo là con gái của chủ tịch công ty đồ chơi Daidouji, Sonomi Daidouji. Cha của Tomoyo chưa bao giờ được xuất hiện trong bộ truyện và chỉ được nhắc sơ qua một vài lần, và thực sự là ông chú không sống trong gia đình Daidouji. Nhưng mà cha con người bí ẩn này cũng phải có số có má trên thương trường thì mới được ông cố cách xù đồng ý cho kết hôn với Sonomi chứ nhở. Nhưng mà tiếc thay cho ông chú là bà mẹ Tomoyo chỉ một lòng một dạ với chị em họ Nadeshiko thôi. Phải chăng đó cũng là lý do khiến người đàn ông bất lực này bỏ nhà ra đi? Quay lại với Tomoyo thì cô bé sống một cuộc sống giàu có và được bảo vệ bởi một đội vệ sĩ nữ. Ngôi nhà theo phong cách phương Tây của chủ tịch ở Tomoeda cũng khá là hoành tráng, có nhiều người giúp việc phục vụ gia đình. Ngoài ra thì chị Đại còn có một loạt các thiết bị công nghệ cao, nguyên mẫu luôn từ công ty của mẹ mình. Như các bạn đã thấy đấy, trong suốt series, cô nàng đã cung cấp chúng cho Sakura và Cerberus để mọi người dễ liên lạc với nhau, hoặc là để Kero hột tiêu cày game xuyên đêm. Bên cạnh vai trò là nhà tài trợ hàng loạt sản phẩm khoa học kỹ thuật tiên tiến, thủ lĩnh thẻ ATM, còn là nhà thiết kế chính cho 7749 bộ đồ của Đào nữa. Nhìn cái đống vải may trang phục thôi chắc cũng đủ để chết mình rồi. Có thể nói chị Đại chính là nhà sản xuất chính cho show truyền hình thực tế mang tên là Hành trình bắt bài, phát sóng mỗi đêm ở Tomoeda. Như bạn đã biết thì ngoài là một bộ manga shoujo, thủ lĩnh thẻ bài còn lấn chân sang đá cho đội tuyển Shonen AI và shoujo AI nữa. Điều này được thể hiện rõ nhất ở cặp đôi Sakura và Tomoyo. Cả hai là bạn với nhau kể từ ngày bé Đào tặng cho chủ tịch cục tẩy. Đối với cô nàng, nó không khác gì một tín vật định tình cả. Vậy nên là phút giây đó chị ấy bước vào một con đường không lối về mang tên tình đơn phương. Lâu dần thì tình yêu đó nảy nở thành cái gì đó rất là ba chấm khi mà Tomoyo liên tục chụp ảnh quay phim bé Đào nhà ta ở mọi lúc mọi nơi. Đây là dấu hiệu của bạn tốt mà đúng không nhỉ? Sau này thì nữ chủ tịch còn trở thành một trong số ít người biết được Sakura là thủ lĩnh thẻ bài. Thậm chí cô nàng thường xuyên đồng hành cùng bạn trong mọi cuộc phiêu lưu để quay phim và thử nghiệm trang phục, bất chấp hành trình đó đầy nguy hiểm. Mà hiểm nguy nhiều cũng không hề chi, bởi Tomoyo biết Sakura lúc nào cũng sẽ có mặt đúng lúc và bảo vệ mình mà. Cho tới nhà tình cảm đi nào các bạn ơi! Mà này, nếu bạn không biết thì nguyên cái opening là một mình chị chủ tịch thầu đấy nhá. Mặc dù tận tâm, tận lực là vậy, tuy nhiên thì Sakura dường như không nhận ra tình của bạn mình. Bé Đào yêu Tomoyo nhưng tiếc thay lại không phải theo kiểu lãng mạn. Quả là một mối lương duyên đau đớn truyền từ đời mẹ sang đời con mà. Cũng vì cớ đó mà Tomoyo chính thức trở thành ngoại lai trong nhóm bạn của Sakura. Ai cũng có người yêu, chỉ chị gái là ôm mãi mối tình đơn phương. Nhưng mà thôi, quay lại câu chuyện, mặc dù bị mắc hội chứng FA nhưng chủ tịch nhà ta không hề giận dỗi đâu, vì cô nàng biết Syaoran và Yukito mới là người khiến Sakura hạnh phúc nhất. Chính vì vậy nên Tomoyo mới buông lòng mà nhiều lần giúp bé Đào tiến đến với hai người con trai nọ. Đây là một mối tình ngang trái mà chỉ cần mình nhắc đến thôi cũng có thể khiến bao fan ngoài kia xẻo thịt, lột da, nuốt gan uống máu mình rồi. Và đó không gì khác ngoài vụ trời sập Tomoyo và Tōya. Mọi thứ phải bắt đầu từ trong manga. Một số phân cảnh cho thấy Tomoyo phải lòng anh trai Tōya của Sakura. Điều này được thể hiện ở việc cô bé khẽ đỏ mặt e thẹn khi chạm mặt sư huynh của cái Đào. Dù sao hồi bé tí xem mình cũng đam mê cặp này lắm. Kiểu trai thì tài, gái thì sắc thì làm sao không hợp nhau được. Ấy là khi đó thôi, chứ sau này lớn lên mình mới thấu hiểu là Cardcaptor Sakura không phải là một bộ shoujo bình thường vì nó có chữ AI đằng sau. Quay trở lại câu chuyện, mặc dù giấy trắng mực đen được hiện thực trên từng trang bản thảo, tuy nhiên thì theo một cuộc phỏng vấn trong Cardcaptor Sakura Memorial Book, đây là lỗi do cô Mokona không biết được rằng cô Okawa có ý định cho Tomoyo có tình cảm với Sakura chứ không phải là Tōya. Trong các tập sau, điều này được khắc phục bằng cách có một ghi chú cảnh rằng chủ tịch đỏ mặt khi gần Tōya là vì anh ta nhắc cô về Sakura. Hoặc theo một tin đồn không chính thức thì do tai hai anh em nhà Kinomoto giống nhau nên là thủ lĩnh thẻ ATM mới rung động. Tóm lại là chỉ có thể khẳng định đây là một sai lầm tai hại không hơn không kém mà thôi. Còn ở thực tại này, Tōya và Yukito mãi mãi là của nhau nhé các bạn. Đây cũng là một cặp đôi không có thực, được gắn ghép do cái sự tương đồng với cái nụ cười mỉm của hai anh chị Eriol và Tomoyo. Trong anime thì chắc các bạn đã thấy chủ tịch quan tâm đến hậu kiếp thánh tạo nghiệp khi một ngày nọ cậu không đến trường nhiều đến thế nào rồi nhỉ? Điều này là cũng ngụ ý rằng cô nàng coi Eriol thân thiết hơn một người bạn rất nhiều. Có thể đây là do sự tương đồng giữa hai vị phụ huynh khi mà phải chăm lo cho tụi nhỏ không biết mùi vị tình yêu mà thôi. Nhưng mà một đồn 10, 10 đồn trăm, cứ thế nhiều bạn xem anime lại bị Madhouse dẫn dắt đến một chiếc thuyền hỏng động cơ mang tên là Tomoyo và Eriol. Nếu ai đọc truyện hoặc là đã xem tóm tắt của Anime-chan thì đều biết rằng ở tập cuối, chàng pháp sư vẻ ngoài trẻ tuổi nhưng bên trong già khú đế đã đến với cô Kahou Miyuki. Vậy nên là hỡi những ai đã lỡ trèo trên chiếc thuyền kia thì xin lỗi, chúng ta cách nhau một mặt nước nhá. À, nhưng mà lỗi chẳng phải tất cả là do Madhouse gây ra đâu nhá. Phần nhiều cũng nhờ công mấy cô Clamp cứ thích kiểu mở ấy. Trong manga thì Tomoyo và Eriol cũng có một số tương tác nho nhỏ tương tự anime. Điển hình là lúc xem Sakura và Syaoran ngoắc tay, Eriol lại nói với Tomoyo là bạn luôn luôn làm điều đó, xem Sakura-san với đôi mắt ân cần. Đáp lại câu nói chỉ Chúa mới hiểu của thánh tạo nghiệp, Tomoyo mỉm cười ân cần và trả lời giống như bạn ấy Hiragizawa-kun ạ. Điều này ban đầu khiến bao nhiêu người hiểu nhầm hai anh chị tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhưng mà không, mọi người bị lừa hết rồi, giả chết bắt quạ thôi. Phân đoạn đó chỉ có ý rằng Tomoyo cảm thấy tình yêu của cô dành cho Sakura cũng giống như là tình yêu của Eriol dành cho Sakura vậy. Tình yêu của hai vị phụ huynh dành cho các cháu nhỏ thì cũng có thể giải thích như thế là hợp lý ấy nhỉ. Và để cho đủ dung lượng video thì chúng ta hãy đến với chiếc thuyền chắc chỉ có một mình trèo, đó là Tomoyo và Kero. Đừng nhìn mình với ánh mắt đấy chứ, không phải do mình là fan kênh Animal Planet hay là gì đâu, chỉ là thấy hai nhỏ đáng yêu thật thôi mà. Nhớ cái ngày đầu gặp nhau, mặc dù phát hiện một con gấu bông mắt hột tiêu, lông cánh thì nhồi mỡ, Tomoyo dường như không bị sốc giống như ở Sakura. Cũng nhờ đó mà cả hai đã hình thành một mối lương duyên thân thiết đến khó tả. Thánh thú thích sự thoải mái, dịu dàng không có chút mùi sư tử đào nguyên của nữ chủ tịch. Vậy nên cậu thường bảo cô quay video cho mình và sẵn sàng trở thành người mẫu ảnh bất đắc dĩ trong mọi lúc mọi nơi. Khác với Sakura thì Kero luôn vui vẻ mặc mọi trang phục của nhà thiết kế thời trang riêng này. Bên cạnh đó, thần thú hột tiêu của chúng ta rất khoái được ghi hình. Kero nghĩ rằng đó là một cách để cho mọi người thấy cô ấy tuyệt vời như thế nào. Về phía thủ lĩnh thẻ ATM dường như nhìn ra Kero thật thú vị nên tất nhiên là cô nàng hùa theo rồi. Tomoyo không chỉ chăm may đồ mà còn rất thích tặng cho Kero và Sakura những món hàng điện tử nguyên mẫu do công ty của mẹ cô nghiên cứu. Phần lớn là để Tomoyo thử nghiệm tính năng của các thiết bị mới này mà thôi, nhưng mà dù sao thì Kero cũng rất thích nó. À không, phải là nghiện mới đúng. Cậu thường xuyên chơi game suốt ngày, phải đến khi sư tử đào nguyên quát cho một trận thì mới ngừng tay cơ mà. Ngoài những món quà tặng lại đó thì ta cũng có thể thấy trong cả manga và anime, Tomoyo và Kero rất hay đi cùng nhau. Đã thế lại còn vô cùng thân thiết đấy chứ. Mặc dù mình biết đa phần nguyên do là để theo dõi Sakura hoàn thành đại nghiệp cưới vợ gả chồng, nhưng mà nhớ đâu... Và đó là kết thúc những điều thú vị về nữ chủ tịch xinh đẹp, giàu có, hát hay, vẽ đẹp, thông minh, tốt bụng, vân vân và vân vân rồi. Bạn có phải là fan của Tomoyo không? Hay mình có bỏ lỡ mất sự thật thú vị gì về chị đại không thì bạn đừng có ngần ngại mà chia sẻ xuống dưới phần bình luận nhé. Nếu thấy video này hay, đừng tiếp một like và một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung thú vị hơn trong tương lai nhé. Một lần nữa, mình là người ở nấp, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!